Today. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề inviting. Ok, làm thế nào để các em có thể mời một người đi ra ngoài bằng tiếng Anh? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem qua những cái ví dụ nhé. Trước hết này, do you want to go to the movies tonight? Bạn có muốn xem phim với tôi tối nay không? Do you want to? Các bạn nhớ nhé, want to là muốn làm gì đó. Do you want to go to the movies tonight? Đằng sau want to chúng ta cộng với cả động từ nguyên thể. Không chia, được chưa nào? Ok, next one. Would you like to go to the theater tomorrow? Would you like to go to the theater tomorrow? Thì would you like to? Đấy cũng là bạn có muốn đi ở nhà hát kịch ngày mai không? Nhá, would you like to cũng là một lời mời. Hoặc là gì? Would you be interested in? Would you be interested in going to the stadium next Sunday? Thì các bạn nhớ này, đằng sau giới từ chúng ta để động từ dạng verb in nhá, going. Bạn có hứng thú đi đến sân vận động chủ nhật tới không nhá? Ok, would you be interested in này? How about going to the movies? How about going to the movies? Các bạn nhớ này, how about, about là giới từ và đằng sau dĩ nhiên là chúng ta để verb in nhá. How about going to the movies? I was just wondering if là gì? Tôi tự hỏi rằng đấy, không biết là bạn có muốn ra ngoài này để uống cái gì đó không nhá? Để qua để uống cái gì đó không? I was just wondering if you would like to come over for a drink. Được chưa nào? Vậy là vừa rồi chúng mình đã tìm hiểu một số những cái ví dụ. Bây giờ chúng ta cùng xem lại cái cấu trúc câu mà cô đã sử dụng nhá. Này, would you like to đằng sau cộng với cả động từ nguyên thể không chia. Would you like to verb nhá? Hoặc là would you be interested in thì đằng sau cùng với cả verb in nhá, hoặc là I was just wondering if đằng sau cùng với cả một cụm chủ vị. Đấy, các bạn đưa ra một cái lời đề nghị nào đó nhá thì chúng mình để đằng sau đó, được chưa nào? Hoặc là do you want to, đằng sau to thì dĩ nhiên là phải cộng với cả động từ nguyên thể nhá. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về những cái cấu trúc khi mà các bạn nhận lời mời của người ta thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào này. Accept the invitation. Sure, what time? Dĩ nhiên rồi, mấy giờ nào? Đấy, sure, what time? Hoặc là gì? I'd love to, thanks. Đó, dĩ nhiên tôi rất là thích, nhá, cảm ơn. I'd love to, thanks. Hoặc là that's very kind of you, thanks. That's very kind of you, thanks. Đó, bạn thật là tốt quá, ok. Đấy, tôi rất là cảm ơn. Hoặc là gì? That sounds lovely, thank you. Đó là nghe có vẻ là hay đấy, nhá, cảm ơn. That sounds lovely. Or what a great idea. Thank you. What a great idea. Qua là một ý tưởng hay. Cảm ơn bạn. Đó, hoặc là sure. When should I be there? Sure. When should I be there? Ok, chắc chắn rồi. Vậy thì mấy giờ tôi có thể qua được nhá. Vậy thì đây là những cái cấu trúc mà các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta chấp nhận cái lời mời đấy. Vậy nếu như mà các bạn không muốn tham gia hoặc là các bạn không muốn nhận lời mời đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cấu trúc sau đây. Ví dụ, I can't, I have to work. I can't là tôi không thể nhá. I can't, I have to work là tôi phải làm việc nữa nhá. Hoặc là I'm busy tomorrow, I'm busy tomorrow. Can you take a rain check on that? Là gì? Là ngày mai thì tôi bận mất rồi nhá. Chúng ta có thể hẹn sau không? Các bạn lưu ý này, có một cụm này, take a rain check. Take a rain check có nghĩa là làm điều gì đấy nhưng mà vào một thời gian sau nhá, còn cái lúc đó thì chúng ta không làm được, được chưa nào? Đấy, hẹn sau nhé. Can I take a rain check on that? Ok, that's very kind of you. Thật là hay, nhưng but actually I'm doing something else this afternoon. Nhưng mà chiều nay thì tớ phải làm việc khác mất rồi nhá. Đây là một cách từ chối rất là khéo léo, được chưa nào? Chúng ta phải thể hiện sự lịch sự là gì? That's very kind of you. Đó, nó còn thể hiện cả sự tiếc nuối nữa. But actually, I'm doing something else this afternoon, okay? Hoặc là gì? Well, I'd love to, but I'm already going out to my cousin's wedding. Có nghĩa là gì? Tôi rất là muốn đi đó. That, well, I'd love to, but nhưng mà chúng ta thể hiện cái lý do ở đằng sau, được chưa nào? Hoặc là gì?
I'm really sorry. Tớ rất là xin lỗi. I'm really sorry. But I've got something else on. Nhưng mà tớ có việc khác mất rồi nhá. But I've got something else on. Okay. Hay là I really don't think I can. Tớ thật sự không nghĩ là tớ có thể đi đâu. Đó, đây là cũng một lời từ chối khéo léo nhá. I'm supposed to pick up my mom. Bởi vì tớ phải đón mẹ tớ nhá. I'm supposed to pick up my mom. Okay. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng xem một đoạn hội thoại này. Responding, cái thứ nhất này. Do you want to have a drink? Bạn có muốn uống cái gì không? Do you want to have a drink? No, thanks, I'm a bit drunk. Không, cảm ơn, bởi vì là tớ hơi say rồi nhá. I'm a bit drunk. Hoặc là would you like to have a walk with me? Would you like to have a walk with me? Bạn có muốn đi dạo với tớ không? Sure, I'd love to. Dĩ nhiên rồi, tớ rất là thích. Ok, sure, I'd love to. Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng tìm hiểu về những cái cấu trúc câu này khi mà chúng ta muốn mời ai đó đi ra ngoài. Hoặc là gì, những cái cấu trúc câu khi mà chúng ta chấp nhận lời mời cũng như là khi mà chúng ta từ chối lời mời. Bây giờ các bạn hãy xem lại video một lần nữa, học những cái cấu trúc câu mà cô vừa dạy và nhớ là truy cập vào trang web tiếngAnh.com để có thể làm thêm các bài tập phụ trợ, được không nào? Ok, so see you.